Internet Automation. Đáng anh, tôi biết rằng rất nhiều anh chị ở đây các chủ doanh nghiệp đến với chương trình. Vì vậy, tôi sẽ hứa với anh chị em tạo hết giá trị những cái gì tôi học được, tôi làm được để anh chị áp dụng vào doanh nghiệp anh chị về thành công trong doanh nghiệp của anh chị. Bao nhiêu anh chị ở đây muốn có khách hàng tiềm năng mỗi ngày, ngay cả khi đi ngủ và đi du lịch thì giơ tay lên và nói tôi. Cảm ơn các bạn. Bao nhiêu anh chị muốn có công thức bí mật của tôi trong vòng một tuần khô máu cùng với tôi đóng gói về áp dụng cho doanh nghiệp của mình thì giơ tay lên và nói tôi. Cảm ơn các bạn. Bao nhiêu trong số các bạn đồng ý cho tôi xin một vài phút giới thiệu về bản thân tôi thì giơ tay lên và nói tôi. Cảm ơn các bạn. Tôi tham gia kinh doanh hơn 20 năm về lĩnh vực xây dựng, vận tải, nhiều ngành nghề khác nhau. Tuy nhiên, hơn 20 năm đó, tôi không đạt được mục tiêu tài chính của tôi, cũng như không tự động hóa được doanh nghiệp của tôi. Và từ đó tôi bắt đầu lộ trình đi tìm cho mình những người thầy đầu tiên. Và tôi bắt đầu hành trình đi học những lớp học đầu tiên. Và càng học thì tôi càng thấy bản thân tôi và doanh nghiệp tôi có vấn đề. Bao nhiêu anh chị thấy đã từng giống như tôi thì giơ tay lên và nói tôi. Cảm ơn các bạn. Rất nhiều người gặp phải vấn đề giống như tôi các bạn. Và từ đó tôi bắt đầu tìm cho mình những người thầy đầu tiên. Và từ đó xuất hiện trong tôi từ khóa đầu tiên đó là kinh doanh thì phải máy bay phản lực và Internet. Để tự động hóa được doanh nghiệp, chúng ta cần có đòn bẩy về công nghệ để áp dụng vào doanh nghiệp của mình. Và từ đó tôi bắt đầu đi đào sâu tất cả các khóa học ở Việt Nam cũng như một số khóa học trên thế giới. Và tôi đã về áp dụng cho doanh nghiệp của tôi cũng như giúp đỡ được rất nhiều doanh nghiệp đã thành công. Vì vậy tôi tạo ra chương trình này mong muốn lan tỏa đến rất nhiều người để giúp đỡ nhiều doanh nghiệp ngoài kia cũng như anh chị em đang thành công. Và để với chương trình này, anh chị em sẽ học được từng bước lộ trình xây dựng traffic ban đầu từ những bước sơ khai cho đến những bước quản trị bằng một hệ thống dashboard giống như anh chị em ta thấy trên màn hình của tôi. Tất cả ngoài kia rất nhiều người đã thi nhau đi học TikTok, thi nhau đi học YouTube, thi nhau đi học website, nhưng họ quên mất rằng một system thì ngoài kia rất ít người biết được. Trong đó Việt Nam là một cái nhóm rất là nhỏ, và đó là bí mật mà tôi khám phá 3 năm và tôi đóng gói được chương trình này. Đầu tiên tôi sẽ chỉ cho anh chị em cái mô hình sai lầm ở ngoài kia. Đầu tiên là anh chị em nhìn lên bảng, đây là một cái quả cầu các bạn. Anh chị em tưởng tượng đây một quả cầu. Sinh ra vũ trụ của chúng ta thì nó là một quả cầu, và mọi khía cạnh trong cuộc sống này nó đều nằm diễn ra chúng ta tưởng tượng trên một quả cầu đây. Mà khi chúng ta sinh ra, nghe thấy, nhìn thấy và trải nghiệm trong cuộc đời này thì đâu đó chúng ta là một người nhỏ bé ở đây. Một người nhỏ bé và doanh nghiệp của chúng ta cũng như vậy. Nó là một góc nhỏ ở chỗ này. Và kinh doanh, khi chúng ta nhìn thấy gì, nghe thấy gì và trải nghiệm được gì thì đó là ta, phải không ạ? Và doanh nghiệp của chúng ta. Đi kinh doanh, đầu tiên ta phải xác định ai. Ai? Trong một chuyên đề mà tôi học được đó, thấu hiểu, đọc vì bản thân, thấu hiểu khách hàng, đúng không ạ? Một người thầy lớn của tôi dạy tôi điều này. Điều đầu tiên mình phải biết rõ điều mình muốn là gì. Điều mình muốn thực sự là gì. Anh chị em ghi xuống điều mình muốn. Mình sinh ra muốn thực sự, mình muốn cái gì? Mình muốn tiền bạc, sức khỏe, hạnh phúc, hay là một cái đích đến nào đó cuối cùng của cuộc đời mình muốn hướng đến thì đó là ta. Và thế giới ngoài kia ta nhìn thấy, ta nghe thấy thì đó là một vũ trụ. Thì ta gọi đấy ta khách hàng. Đấy là khách hàng. Khách hàng của chúng ta mà bạn. Ai? Đầu tiên chúng ta phải đọc vị chúng ta và doanh nghiệp của chúng ta, nguồn lực của chúng ta đang có lợi thế gì.
nguồn lực, trình độ, trí tuệ, tiền bạc, đòn bẩy về ta, về doanh nghiệp của chúng ta. Chúng ta đang có cái gì và đã có cái gì là lợi thế của chúng ta. Sau đây chúng ta còn đi một chuyên đề nữa, gọi là chuyên đề mình sẽ đi bộ đồ văn bản. Mô hình này sẽ đi vào sâu sau chương trình. Đầu tiên ta phải hiểu ta và hiểu thế giới ngoài kia, đúng không ạ? Thế giới ngoài kia có nghĩa là khách hàng mơ ước của chúng ta. Đầu tiên chúng ta phải hiểu rõ khách hàng mơ ước của chúng ta là ai. Khách hàng mơ ước của chúng ta là ai? Họ đang ở đâu? Họ đang ở đâu? Họ đang ở đâu? Ở ngoài kia, họ đang ở đâu? Và họ có vấn đề gì? Họ đang có vấn đề gì? Họ đang có nỗi đau gì? Họ đang ở đâu trên thế giới? Việt Nam 100 triệu dân, trên thế giới 8 tỷ dân. Thì bây giờ anh chị em hình dung khách hàng của anh chị đang ở quốc gia nào? Và ở trên nền tảng mạng xã hội nào? Nếu anh chị em đang còn sản phẩm kinh doanh ngoài kia ở đâu, thì anh chị em phải xác định rõ khách hàng của anh chị đang ở địa phương nào, quốc gia nào và trên nền tảng mạng xã hội nào mà anh chị em nhìn thấy, nghe thấy và cảm giác đó ở đó là đang tập trung. Tất cả những cái công việc mà anh chị em phải đi qua internet này, nó chỉ là một công cụ mà thôi. Nó chỉ là một công cụ để chúng ta đạt được. Chúng ta thông qua đó để truyền tải cũng như vận hành trên đó, đúng không ạ? Điều đầu tiên để kinh doanh thành công là chị em phải hiểu rõ mình là ai và khách hàng của anh chị là ai. Và cái kinh doanh thì nó là cái mối tương tác cho đi và nhận lại, cho đi và nhận lại. Chúng ta có cái gì và chúng ta trao đi cái gì cho khách hàng của chúng ta, và chúng ta nhận về cái gì. Kinh doanh thì chúng ta nhận về mọi giá trị được đo bằng tiền, phải không ạ? Và lúc này chúng ta phải tạo ra sản phẩm gì mà ngoài kia chưa xử lý triệt đề, thì đó là USB của chúng ta. Chúng ta kinh doanh phải có USB. Nếu anh chị em không nhận rõ điều này thì kinh doanh tốn rất nhiều nguồn lực ngoài kia mà chúng ta đi đánh nhau với cối xay gió, đúng không ạ? Mà không có kết quả. Bởi vì chúng ta không thấu hiểu ta và chúng ta không thấu hiểu được khách hàng của chúng ta là ai và họ có vấn đề gì. Rất đơn giản, đó là chúng ta có sở trường gì, năng lực gì. Chúng ta trao cho khách hàng chúng ta, giúp đỡ khách hàng chúng ta và khách hàng tương tác với chúng ta, và đó là sự trao đổi giữa hai bên, đó ạ, và giữa chúng ta và khách hàng là cái cơ bản. Một vài phút tới tôi sẽ hướng dẫn anh chị làm bài tập xây dựng chân dung khách hàng và thấu hiểu bản thân của chúng ta, đúng không ạ, và thấu hiểu khách hàng. Thì đây là cơ bản nhất, là anh chị em những người mới thì chúng ta bắt buộc trong kinh doanh và trong suốt hành trình cuộc sống, thì việc đầu tiên chúng ta phải đọc vị bản thân ta. Đầu tiên chúng ta phải đặt câu hỏi, mình muốn cái gì. Trong học tập cũng như vậy, bản chất đến những cái hội thảo, đến những lớp học, rất nhiều người hoảng loạn ở chỗ này, bởi vì thực sự anh chị em mình không biết mình muốn cái gì. Và mình tìm đến những cái hội thảo nó sai, bởi vì chúng ta hoàn toàn bản chất chúng ta không biết chúng ta muốn cái gì. Bản thân tôi cũng như vậy, một giai đoạn tôi cũng đi tìm rất nhiều người thầy, tuy nhiên thì người thầy nào cũng tốt, tuy nhiên thì mình phải biết rõ mình muốn tìm cái gì để phục vụ, cái gì trước cái gì sau. Thì đấy là cái là mình thấu hiểu bản thân mình. Và nếu có thời gian thì tôi sẽ đi tiếp một cái chương trình gọi là thấu hiểu bản thân thông qua bí mật hành vi, thông qua 8 cấp độ nhận thức và thông qua hệ thống niềm tin
những bài tập này trên những sự kiện lớn bọn tôi đều tập trung, và nếu có trên chương trình này anh chị em còn xuyên suốt đối với tôi thì tôi sẽ còn làm những bài tập cho anh chị, được không ạ? Anh chị em hiểu đơn giản như vậy, và khách hàng của chúng ta như vậy, chúng ta sẽ đọc vị khách hàng bằng cách thấu hiểu họ về nhân cách. Sau đây anh chị em các chủ doanh nghiệp về đào tạo nhân viên cũng như vậy, phải dạy nhân viên thấu hiểu khách hàng để chốt sale. Tôi sẽ tóm tắt rất đơn giản, có quyền bí mật hành vi DISC, đúng không ạ? Nhóm D là gì, nhóm Y là gì, và nhóm S là gì, và nhóm C là gì. Nếu anh chị em chưa được học những chuyên đề này thì bắt buộc anh chị em phải học. Muốn kinh doanh thành công phải học thật sâu chuyên đề này. Rất nhiều người ngoài kia cho đến gần nghỉ hưu rồi, có nghĩa xin phép anh em gần đi rời xa rồi, vẫn không thấu hiểu bản thân mình muốn gì. Và những người đó khi rời trái đất đi họ không hạnh phúc. Anh chị em, tiền bạc chỉ là một món trang sức ở ngoài đời thôi, nó không là gì cả. Mà khi chết đi không hạnh phúc, bởi vì người ta đang làm những công việc mà người ta không thích, không tìm ra công việc đam mê, không tìm ra công việc mình muốn thật sự. Vậy thì có câu đặt ra trên tên trên mạng rồi là gì? Tiền nhiều để làm gì, phải không ạ? Tiền không là gì cả. Nhưng có một cái công thức kinh doanh của bí mật chuyên gia, đó là gì? Nếu anh chị em tìm ra USP mà đúng sở thích của mình thì tỷ lệ thành công nó rất là cao, và có thể không tiền nhưng vẫn hạnh phúc, phải không ạ? Bởi vì câu chuyện cuối cùng trong cuộc đời trải dài thì mình tìm kiếm niềm vui hạnh phúc đầu tiên là cho bản thân mình, cho gia đình mình, và cho khách hàng, cho xã hội ngoài kia. Đó là những công việc ý nghĩa mà sau này chúng ta rời đi thì chúng ta sẽ trở nên hạnh phúc, bởi vì chúng ta vui vẻ, đúng không ạ? Chúng ta có thể tạo ra những ngôi nhà, và rất nhiều ngôi nhà. Và có một cái câu nói thế này: vạn lý trường thành sinh ra rất nhiều công sức thời gian của các chuyên gia hồi xưa, và bạn ở Trung Quốc, người thức sinh ra vạn lý trường thành, nhưng một giai đoạn nào đó nó trở thành, bây giờ nó đang còn là di tích, đúng không ạ? Di tích cho rất nhiều người đến tham quan, nhưng để một giai đoạn nào đó mà thế hệ sau này nó không mang tính ý nghĩa thì đó là phế tích. Mà con cháu anh em khách hàng của người ta như vậy, người ta mất công phải đi đào sới và phá nó đi, thì đó là những cái cuối cùng của cuộc đời mình. Và khách hàng của chúng ta như vậy, chúng ta phải thấu hiểu khách hàng của chúng ta thực sự mong muốn ở ta là điều gì. Và chúng ta sinh ra nếu muốn kinh doanh thành công, chúng ta phải có chất, phải có ý nghĩa, phải có cái gì đó để trao đi, và chúng ta nhận lại. Đó là bản chất trong kinh doanh. Phần này sau này chúng ta sẽ đi sâu hơn, đúng không ạ? Và quay trở lại để củng cố anh em, để chúng ta vậy đi, khi chúng ta thấu hiểu khách hàng thì thấu hiểu bằng cách nào? Bằng hành vi, bằng đo lường, phải không ạ? Và nhận diện ra chúng ta. Và đây là một cái mà tôi học được rất là lớn để củng cố hệ thống niềm tin cho tôi, và tôi thấu hiểu khách hàng. Đây là một cái quả cầu và góc nhìn của chúng ta về phía ngoài kia. Thì thông thường quả cầu này là bao la và rộng, đúng không ạ? Mà chúng ta không nhìn thấy được, không nghe thấy được, và không nhìn thấy được. Vậy thì có câu hỏi đặt ra là làm thế nào để chúng ta nhìn được mọi thứ, đúng không ạ? Thì tất nhiên không thể nhìn thấy mọi thứ được, bởi vì có một cái câu nói thế này: bản thân anh em chúng ta đang dùng đầu não chúng ta đau đỏ người bình thường, con số thống kê của các chuyên gia trên thế giới ấy, thì thông thường đầu não chúng ta chỉ hoạt động 3% thôi anh em, 3% thôi, 3%. Mà đầu não chúng ta đang hoạt động, đang nhìn thấy 3%.
Vậy thì 97% này là những gì chúng ta không biết được, không nghe thấy được, không nhìn thấy được. Đúng không ạ? Chúng ta không nhìn thấy được. Phần nào chúng ta chưa hoạt động hết công suất. Có một con số thống kê thế này. Những người đưa con tàu vũ trụ lên cung trăng đầu tiên thì người ta chỉ sử dụng 7% đầu não thôi, còn 93% còn lại vẫn chưa sử dụng hết. Có nghĩa là gì? Sinh ra cái đầu não chúng ta rất là thông minh. Khi vốn gì bố mẹ chúng ta sinh ra đã thông minh có sẵn rồi, nhưng mà chúng ta không biết kích hoạt nó lên và chúng ta không sử dụng triệt để, đúng không? Thì đó là để anh em củng cố niềm tin rằng điều đầu tiên là chúng ta phải lao đao đó. Và có nghĩa là chúng ta đang còn rất nhiều cái mà trong bản thân chúng ta có sẵn mà chúng ta không khai thác. Và rất nhiều điều xung quanh chúng ta mà chúng ta không biết được nó đang tồn tại hiện diện ngay phía bên cạnh chúng ta, đúng không ạ? Ngay trong căn phòng này cũng như vậy. Tôi biết rất nhiều anh chị em ngồi đây rất nhiều điều thú vị mà tôi cần phải học anh chị. Trong lớp học này thì anh chị em đến học tôi đó là trong vấn đề marketing. Tuy nhiên, trong khi đặt câu hỏi anh chị em mọi hành động, tôi biết rằng rất nhiều người có rất nhiều điều thú vị mà tôi bị không biết được rằng đang còn hiện diện ở đây, đó là xung quanh chúng ta. Và Internet, chúng ta sẽ đào sâu vào Internet. Thì vậy trong kinh doanh để tiếp cận khách hàng thì chúng ta tiếp cận bằng cách nào? Cái tư duy cũ hồi xưa ấy, thì chúng ta cứ đi nhìn thấy gì, nghe thấy gì, mà bạn chúng ta đi trên đường nhìn thấy gì và tiếp cận bằng cách nào? Tiếp cận bằng những cửa hàng và những chiến lược đi marketing. Rất nhiều người đang còn đi truyền thông bằng những đoàn này, loa đài truyền thông ở khắp khu vực mọi nơi, đúng không ạ? Và người ta chỉ góc nhìn, chỉ tiếp cận được, nghe được ở phần này, anh chị em. Và cái phần còn lại đây nó là đen tối, phải không ạ? Khách hàng không nhìn thấy ta và ta không nhìn thấy khách hàng. Vì vậy chúng ta đang lãng phí rất nhiều nguồn lực ở ngoài kia. Chúng ta có những sản phẩm có giá trị rất là cao, nhưng cái tội của chúng ta không giúp đỡ được những người đang còn góc khuất này, góc khuất phía bên này, mà chúng ta chỉ tiếp cận được, giúp đỡ được một nhóm nhỏ đây. Và chỉ một nhóm nhỏ đây nhìn thấy chúng ta. Vậy thì tại sao phải Internet? Bởi vì Internet nó không có biên giới, nó không có vị trí địa lý, đúng không ạ? Anh chị em thấy đi lập tức một ai đó vào hệ thống của tôi, có thể ở quốc gia nào đó, nếu anh chị bao nhiêu người vào và họ vào bằng cổng nào, cổng Zalo, cổng YouTube, cổng TikTok hay cổng này, bất kỳ cổng nào thì đều phải hề vây hệ thống đắt bao của chúng ta. Và chúng ta theo dõi trên Analytics này, anh chị em thử vào bài của tôi thì anh chị em sẽ thấy là anh chị em đang ở Vinh hay là đâu đó nó sẽ vào đấy. Và để chúng ta làm được điều này thì Internet nó làm chúng ta thấu hiểu mọi thứ và chúng ta nhìn thấy được, nghe thấy được. Và nếu anh chị em luyện đủ lớn mọt đấy thì mọi con số thống kê ở trên này, nỗi đau của khách hàng, vấn đề của khách hàng, cho đến khách hàng cần gì thực sự, thì Internet giúp chúng ta rất nhiều điều ở trên đó. Bằng những cái tool chúng ta không đo lường, bằng những cái tool, những cái phần mềm, phải không ạ? Và việc của anh chị em chúng ta là không quá hoang loạn khi học những cái này, bởi vì những từ khóa mới mẻ thì mọi người đều hoang loạn đấy. Nhưng chúng ta hãy xem nó là một cái game rất là nhỏ. Và những việc này đã có tất cả các chuyên gia làm cho chúng ta rồi, sản xuất cho chúng ta rồi. Việc của chúng ta là gì? Hãy hiểu nói những hãy để những nhà sản xuất ô tô, phải không ạ? Anh chị em ví dụ sản xuất ô tô, tôi không biết ô tô này là nó sản xuất như thế nào, làm gì. Việc của tôi là nghiên cứu cái này, tôi quan tâm cho nó đi nhanh, phải không ạ? An toàn và hiệu quả cho tôi. Và lúc này chúng ta nỗ lực đi học lái ô tô và nhảy lên nó, lái nó đi. Internet vốn gì nó vậy,
nó không phải là công cụ, nó không phải là công nghệ, mà nó chỉ là một cái công cụ rất là nhỏ, giống như cái việc làm chúng ta hàng ngày mà thôi. Mà chúng ta ghép tất cả các nền tảng lại, chúng ta làm được điều này, phải không ạ? Thì đó là cái cách học đơn giản nhất và ghi đơn giản nhất. Khi học chúng ta không quá hoảng loạn, bởi vì trước đây bản thân tôi cũng hoảng loạn, bởi vì không biết bắt đầu từ đâu, lấy ở đâu, ghép vào đâu. Đấy là để anh em hiểu rõ thêm phần này. Và phần này khách hàng của chúng ta cũng như vậy. Hành trình khách hàng chúng ta nhìn thấy chúng ta cũng như vậy. Nếu không lên internet bây giờ thì chúng ta đang chỉ mất đi 97% nguồn lực ngoài kia, và 97% nguồn lực này sẽ rơi vào tay đối thủ của chúng ta. Nhu cầu khách hàng vẫn cần, phải không ạ? Nhưng chúng ta không phục vụ được thì sẽ vào tay đối thủ, và đối thủ của chúng ta được mất khách hàng ngoài kia, đúng không ạ? Qua phần này ai có câu hỏi nào cần hỏi mà chưa hiểu, chúng ta sẽ đi chậm lắm ở một vài nơi mới. Nếu ai đó cần hỏi về